let it bang. Hello anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em lấy lại cái mật khẩu wifi ha, mà vô tình mình quên hay gì đó, mình lấy lại bằng Zalo ha, một cách rất là đơn giản ha. Anh em cứ theo mình chỉ xíu à. Thứ nhất là mình vào cái chỗ mà kết nối wifi á, mình coi mình kết nối wifi. Đây tôi đang là cái kết nối chạm đang khóa na, tôi vô tình tôi quên đi. Anh em thấy cái ngay cái chìa khóa không? Đó. Mình nhấp lên, đây là cái mã code của nó. Anh em lấy máy khác chụp lại cũng được, hoặc là mình chụp cái màn hình cũng được. Ở đây tôi chụp cái màn hình nè. Tôi quét xuống tôi chụp cái màn hình trước, chụp lại màn hình nè. Đó, tôi chụp lại. Rồi mình trở lại cái giao diện đầu tiên nha. Đó, thoát lại. Mình vô chữ Zalo á. Anh em vô Zalo. Chọn vô Zalo. Đó. Ở đây anh em nhìn bên góc tay phải á, trên cùng đó có cái chữ mã code đó, cái dấu cộng á, thấy không? Anh em rõ mắt nhìn ha. Còn ai mờ cũng dán nhìn nha. Đó, mình đưa vô đây. Anh em quét á thì tại mình chụp lại cái màn hình rồi nên mình sẽ vô cái thư mục của nó, thư viện của nó, mình chọn đây nè, ngay chạm lên cái na nó, quét lên nó hiện lên 123, mật khẩu của mình là 868 mình thấy ha. Rồi ok, đơn giản, nhanh gọn lẹ. Ok, chúc anh em thành công nha.